trả đây khoảng 2 triệu. Đấy, đồng chưa? Không, cây đẹp đấy không ạ? Ừ. hai củ dưới. Cả một cái nó đánh được cả cái khúc này. Đấy. Về tôi mới ra hết. Vừa lấy xong rồi. Hai củ dưới. Tôi bóc lại cái anh đây, em đang bóc thử ở đây. Bóc thử hết ở đây. Bóc xong là bóc tách hết xong rồi cho keo vào. Bóc cứng như đá luôn, cho keo gì mà... Hay quá. Mình thích keo Mỹ cũng được, keo đen được, mà cái thích keo chẳng được, mà cái thích keo... Em mà vướng hai con bé nó ngủ á, mà với là nó dậy là mệt lắm. Đâm ra là ban ngày thoải mái. À vâng, đại ca. Kinh quá, Ngô Quốc Linh. Đây. Từ hôm mới ra đi thoát được cái nào anh? Từ hôm mới ra đi được cái nào? Không à? À đây xem một mẫu đơn thôi. Cây cối xanh tốt quá nhỉ. Nhìn này quen quen giống của Hùng Kiều lắm nhỉ. Này đẹp đấy. Cây này đẹp nhưng mà dành cho thợ. Không hiểu. Dành cho thợ. Đẹp nhưng mà dành cho thợ. Có nghĩa là phải thời gian dài nữa nó mới đẹp được. Bây giờ chỉ hình dáng có hình dung ra rồi. Biết chừng. Này không nào đây. Làm móng. Làm móng cái tí đấy. Này mà chân bệ đã rộng tí thì tuyệt vời. Tiếc cái lá móng nó bệ nó luôn là như vậy. Bệ nó luôn luôn như vậy. Lá móng bệ nó luôn như vậy. Cái tay này mà nó đẩy sang sau thì cũng tốt. Tay đẩy này cũng không bị vật vật gì cả. Đó là đồ mini hay. Xinh xinh. Đẳng cấp thì có là xinh xinh. À đâu, cũng là chết nhầm, xin lỗi, không phải là móng mà điền. Đấy, có đồng chí hỏi là cách phân biệt xanh xi, nhưng nhiều lúc là nó loạn này, khó hết nhiều lúc. Cái dòng nó khá giống nhau. Và tùy theo mùa đó các bạn. Tùy theo mùa. Mai con này đẹp hết, hình kiều. Cổng hiện đại rồi. Có biết gốc gác dấu đâu? À đây, bên này. Dấu bên này. Cây của Đình Vời đây. Phôi khá là hay nhưng mà phải nuôi. Người chơi thì chưa biểu tượng được. Hoặc là lại nuôi. Cây quả như lực. Còn hàng to quá.
đấy mẹ các bố mẹ ngồi uống nước hết với nhau kia buồn. Mình nhà ông vào bây giờ chở cái đá đá lúa à gỗ lúa. Phạm Minh Lực anh hiếu rồi bắt cái này này nuôi này. Cây rất to, cắt ngang đi xuống. Đây nó vẫn thân nó rất là sạch sẽ nhưng mà chân bể này cũng không chưa có. Ui à. Đúng không? Sao sao? Đây số của cái ông xe ô tô này các bác nhé, ông ngồi uống nước hết trong kia rồi và quay không có thông tin đưa ra nhưng mà nó như vậy. Đại ca tỉa tót gì kinh đấy, cây của mình đâu anh? À đây à, cây kính Ngọc Anh này bao tiền anh? Rưỡi. Bao nhiêu? Rưỡi. 4,5 triệu. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đấy, cái này là nhà mà có cái sân mà lại có cái bàn uống nước ngoài để cạnh. Cạnh này đẹp. Ừ. Và có con Nam Viên. Mà bao tiền anh? 3,5 triệu. Đấy, ấm cúng nhé. Hôm nay về dòng có cái chậu giải quạt cho lỗ cục xuống. Nó là tí nũ này, nó là con nó, này. Quay này làm đổ cũng được. Làm đổ cục siêu siêu thì làm đổ cũng được thì cái chỗ nguyên cái chỗ từ cái chỗ gấp kia là cho cọc vào mép chậu được. Cọc chính là vét cái hầu. Đâu, thế nào? Đây, cái này làm đổ cái chỗ này, chính cái chỗ này là ôm vào mép chậu này. Cho vào cái thống. Phá cả cái lề à? Cho vào cái thống. Đúng rồi, cái đấy đánh gục à? Cái đấy bỏ đi. Nếu mà làm đổ thì phải làm. Hoàn toàn khác này và lại là đồ dành cho thợ. Thợ thì nuôi kiểu gì cũng lên thì các bác, từ 5 tháng mà lên trường vốn mà nuôi thì kiểu gì cũng có công. Có điều là người chơi thì cân nhắc. Cảnh làm lại hết bao giờ là mất mũi như này này. Như này là ngày xưa là đá co đầu nhưng mà phải làm lại hết thì là ok, chứ cũng bảo dành cho thợ. Đẹp quá. Anh có 2 cây rồi à? Có 2 cây. Mấy cây này là có ông khác à? Đây là cây.
Đỗ Bá Tị. Đỗ Bá Tị này đi uống nước thôi rồi. Xe của anh đâu anh? Đấy, mịn nhá. Nếu bán được mày đây chơi. Mịn chưa? Sáng chờ cái bản. Đấy, phải ngồi ăn uống đàng hoàng như kia kìa. Đấy. To quá. Phải to được cho mày, ngứa cả mắt. Hay mẹ. Bán thì cần gì ngứa mắt. Ông nào ngứa mắt ông phải mua. Rồi em mua Tùng tỉnh. Tùng rất ghê chưa. Nhiều lúc làm người ta khó chịu, người ta buộc phải mua, người ta phải làm đúng ý người ta. Thế này Tùng buôn mà. Nắng bắt đầu rát rồi. Cứ bắt để cho ông bằng được. À, ông mua rồi gì? Ừ. Thế là cây của bác này. Cây bao tiền? Đấy. Để chịu trước. Lập vườn này. Đá đỏ. Bố mẹ đâu này còn khỏe, có khỏe không? Dạ vâng, vẫn khỏe bác ạ. Nắng quá nhỉ.